Hello mọi người nha. Bây giờ mình đang đo móng nha mọi người. Mình sẽ đo hai ngón giữa lại với nhau nha. Bây giờ mình hồi nãy mọi người thấy cái ngón ring finger đó không? Thì mình cắt một ngón pointy cho một người khách xem trước nha mọi người. Thì vô bàn mình phải nói hỏi người khách muốn cái shape gì. Xong rồi mình cắt một ngón rồi mình sẽ nói giá tiền nha mọi người, rồi mình giống như là mình hỏi khách muốn làm màu gì, có design hay không thì mình sẽ nói giá tiền cho người khách nha mọi người. Rồi sau đó ok hết rồi mình mới sẽ gắn chín ngón kia nữa nha, chứ đừng có vô mà tự cắt móng rồi tự gắn móng này nọ nha, thì cái đó rất là nhiều khi người khách mà không chịu giá mọi người thì check up ra rất là cực nha, nên mình phải hỏi trước. Bây giờ mình cắt móng pony này nha mọi người. Thì móng pony này rất là dễ cắt, mọi người canh ngay cái đầu chính giữa rồi cắt vô hai bên ngay cái khúc giữa thì nó sẽ nhọn ra nha. Thì bây giờ mình chỉ vuỗ xếp lại sơ sơ cho nó ra móng pony này nha mọi người. Thì mọi người cắt cái kiểu này nè, thì cái móng nó hơi mập mập pony mà nó cũng hơi mập mập một chút xíu, nó không có quá skinny nha. Nhưng mà nếu mà nhiều người khách á mà muốn skinny hơn nữa thì Hoàng có cái kiểu cách cắt cắt khác nha, thì mình sẽ cắt sâu vô cho nó bén một chút xíu nha. Thì clip sau đó thì Hoàng sẽ giới thiệu nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vuỗ nè, vuỗ vô cho nó móng nó ôm vô nè. Mình sẽ chổng cái tay người khách lên nha mọi người. Chổng tay người khách vuỗ cái khúc ở trên cho nó nhọn ra nha. Tay bên đây cũng vậy. Thì mỗi lần mình vuỗ xếp mọi người, mình vuỗ cái kiểu này quen rồi nha. Thì móng pony hay móng coffin, móng square gì mình cũng để cái tay của người khách lên nha mọi người. Bây giờ vuỗ xong xuôi rồi nè. Mình sẽ phao nha. Phao trên mặt mặt móng nha mọi người. Thì mọi người phao cái này á, nó càng nhám á, thì bột nó sẽ ở lâu hơn một chút xíu nha. Rồi mình cũng dễ đắp bột á mọi người. Nhiều khi mấy cái màu mà dễ thấy cái móng á, ở dưới á, thì mình đắp lên nó sẽ xô lên hai cái ở bên nha. Bây giờ mình sẽ đắp bột màu xanh nè. Đẩy lên cho nó tròn nha mọi người. Bột này mình cũng đắp nước thường nha mọi người, không có đắp nước sôi, tại vì nước sôi là đắp rất là chảy nha. Thì mình quen đắp nước thường rồi mình sẽ đắp nước thường nha. Cây cọ bự này đắp rất là sướng nha mọi người. Cọ này là cọ số 22 nha. Cọ này chỉ cần lấy một cục bột thôi là ổn nha mọi người. Nhớ là chính giữa mọi người cho nó hơi có một cái độ dày chút xíu nha, mình chỉ kéo bột hai bên thôi nha. Đó mọi người thấy mình kéo nhẹ nhàng không? Tại vì cái này nó hơi ướt nha. Lúc mà nó ướt á, thì mọi người sẽ kéo móng này á, kéo xuống bột nó sẽ chảy xuống á, nó rất là nhẹ nhàng, mọi người vẫn thấy cái độ nhọn của nó chưa? Chứ cái móng này mọi người đừng có làm cho nó khô quá nha. Nếu gấp khô quá mình kéo ra tới đầu móng á mà mình lấy bột nhiều quá thì chút nữa nó sẽ cứng ngay cái đầu móng nha. Nên muốn móng mà nhọn á, thì mọi người lấy bột nó hơi ướt một chút xíu, mọi người thấy không? Hồi nãy mình đắp ngón út á, thì bột nó hơi khô nha. Mình kéo ra nó không có được đẹp như hai ngón này. Đó, một cục bột thôi nha mọi người. Chậm xuống dưới giấy cho nó khô lẹ nè. Rồi mình sẽ đẩy lên. Đó mọi người thấy cái độ dẻo, độ bóng của cục bột chưa? Thì bây giờ mình vuốt nè, mình vuốt đi đâu thì nó sẽ đi theo nấy nha. Đó mọi người thấy mình kéo ướt chưa? Ra tới đầu móng á thì bột nó sẽ xuống tờ giấy dễ nha. Nhưng mà mọi người đắp mấy cái móng phone này này cũng cẩn thận nha mọi người. Mà ra đầu móng mà mình kéo mỏng quá thì cũng không được nha. Mình phải kéo nó còn có bột một chút xíu nha. Nương tay một chút xíu.
Đó mọi người thấy không? Bốn cái móng kia mình đắp rất là mỏng nha. Đó mọi người thấy nó thiệt là mỏng luôn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ bột lia lên, là mình sẽ bỏ dày lên một chút xíu nha. Mình mà đắp dày á mọi người, là mình quan trọng cái khúc bột lia này nè. Đó, hơi dày dày một chút xíu nha. Bột lia thì nó dễ đắp hơn mấy cái bột kia mọi người. Tại mấy cái bột kia á, mình nó hơi khó đắp một chút xíu nha. Đó, bột lia mọi người thấy không? Nó nhẹ nhàng, mà cục bột nó cũng kéo nó cũng dễ đó nha. Đó. Để bột vô chánh giữa nha, xong mình kéo hai bên nè, cho nó nằm xuống, nó tròn xuống với hai bên hông. Đắp hơi ướt á mọi người, thì đắp móng này thì dễ nha. Tại chút nữa lúc mà mình kéo ra đầu móng mà khô quá thì nó sẽ cứng lại một cục mọi người. Còn cái này thì mình kéo xuống nhẹ nhàng thì bột nó sẽ rớt xuống tờ giấy nha. Thì mọi người nhờ mấy cái lời nói của cái này đó, là Hoàng đã đắp bột mình đã trải qua rồi nên mình biết nha mọi người. Thì mọi người cứ thử đi. Thì đó, thiếu một chút xíu ngay cái đầu móng nè, tại kéo nhiều quá mọi người. Bây giờ mình kiểm tra lại nè, nếu cái đầu móng mà thiếu mình thì bỏ, mình bỏ một chút xíu ngay đầu móng thôi nha. Rồi mình để cái cọ chổng lên, kéo lên giống như phiêu vậy đó, nhưng mà cái này là kéo từ dưới lên. Đó, bây giờ mình xịt alcohol nha mọi người, cho cái móng mình đừng có bên nha. Nhiều khi mấy cái móng người khách nó mỏng quá mọi người, thì mình đắp bột lên nó dày lên đó, thì nó sẽ bên nha. Nên lúc nào mình cũng chuẩn bị cái chai alcohol mọi người, cái chai đó xịt lên là nó sẽ đỡ liền nha. Bây giờ mình sẽ đắp ngón cái trước nè. Ngón cái thì mình sẽ lấy cục bột bự hơn nha. Móng này cũng dễ đắp mọi người, nhưng mà nó chỉ khó cái lúc mà đó, cái lúc này mọi người thấy không, kéo có cục bột hoài mà nó không chịu ra luôn nè. Tại vì mình đắp nó hơi khô cục bột chút xíu á, móng thì lúc mình đập ra, mình kéo ra cái đầu móng mình đập ra thì nó không có cái nó không có chịu ra nha mọi người, tại vì nó khô quá. Còn mấy cái móng kia thì nó ra được. Đối với cái móng này thì hơi khó cái khúc đó một chút xíu nha. Đó mọi người thấy dẻo á, cái ngón này nó ra liền thấy không? Cái đó là những cái lưu ý khi đắp mấy cái móng này nha mọi người. Còn làm cái móng này á, thì mình sẽ lấy bột ít hơn mấy cái móng square thì nó đỡ lấy bột nhiều hơn nha. Thì mình có thể xài cọ nhỏ nha mọi người. Còn mình là mình xài cọ số 22 quen rồi mọi người. Thì mình đắp móng ngắn hay móng dài mình chỉ xài có một cây cọ à. Theo mình nghĩ là mọi người nên đắp một cây cọ nha, mà cọ số 22 nha. Nếu mà ai mà muốn mà làm móng dài á, mà làm nhanh lẹ mọi người, thì giống như mình học lấy một cục bột nha, thì mình xài một cây cọ lớn một chút xíu thì mình làm cho nó quen cái tay, rồi nó đắp bột nó đã lắm mọi người. Đó, bột nó dẻo dễ kéo lắm. Lúc nào mình đắp á, thì mình cũng thiếu một chút xíu nha, cho mình phải bỏ thêm, thiếu thì mình bỏ thêm một chút xíu bột mình để trên kia cầu mình phất xuống nha, là nó sẽ tròn lại à. Đó, bột lia thì mọi người thấy cái độ bóng không, bột nó vẫn còn ướt nha mọi người, là mình đắp rất là ướt nha. Mình đắp ướt quen rồi mọi người. Nhiều cái bột á, mà nó khô quá mà khó lấy nước á, thì nó hơi khô cũng khó đắp lắm nha.
tại mình đắp cái theo cái kiểu nào thì mình quen kiểu đó nha mọi người. Chút xíu nữa mình chỉ vuốt xếp lại là xong nha. Mình đã đắp, nó đã đẹp sẵn rồi mọi người. Thì chút nữa mình vuốt, chỉ cần vuốt trên cuticle thôi nha, không cần vuốt trên mạch móng đâu. Mọi người thấy một cái lúc mà đắp lên cái độ bóng không mọi người, thì nó rất là mịn nha. Đó, làm xong ngón cái này nữa là xong rồi mọi người. Bộ này chỉ đắp bột với cắt móng trong vòng 10 phút nha. Ok, Hoàng cảm ơn tất cả mọi người nha. Nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hoàng nha. Cảm ơn mọi người.